Dạ. Cho một lít tông lên. Cô Đào ơi, cái nâu của anh. Anh Thảo nhìn thấy không? Thảo bị chi không? À, rồi rồi rồi. Từ giờ thằng Hạo, nó bỏ chi chín lù lắm. Rồi, Hạo bây giờ bắn cơm không anh? Ờ, nó bắn rồi, rồi, rồi. Mấy không
Em chưa thèm gà làm bên ngoài đấy. Này em phải kéo hai cá này. Em vừa mới cắt răng nó lại nằm ở đây. Anh nhìn mọi chẳng chẳng nghe không? Em vừa cắt răng không vừa anh nhìn không cắt được. Để này nó đẹp. Cái này là quan. Nó cắt răng nó cao. Cao lên 40-50 phân thôi. Để dậy đây là nó đẹp nhanh. Nó đẹp nó đứng như cái cáp chủ của em. Gieo nó nhanh. Thay lâu một thế, người con chụp.